Dạ thôi xin phép cha con tôi đi anh chị. Dạ. Dạ tuy hôm nay đã qua mùng 3 Tết thầy rồi, nhưng em kính chúc cho thầy và gia đình có một năm mới được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Ừ, thầy cảm ơn con. Thôi thì năm mới chúc anh chị một năm dồi dào sức khỏe. Cảm ơn thầy. Thôi tôi cũng chúc thầy đi đường bình an, mạnh khỏe nha. Rồi về khỏe nha, khi nào rảnh cái xuống dưới này chơi. Ôi nhất định rồi anh hai. Dạ thưa hai bác con về. Con về. Có số điện thoại tôi rồi á, mốt Sài Gòn alo tôi một tiếng nha. Ok. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ chào thầy. Rồi khách ta về hết rồi, tám vô trong tôi chịu tội coi. Tội gì tía? Tội cắp đồng hồ chứ tội gì. Nhưng mà cái chuyện nó mà qua lâu rồi mà tía. Đúng rồi, cái chuyện qua đâu lâu lắc rồi, giờ tự nhiên là quýnh nhỏ. Dạ lâu hay mau tôi không cần biết, bởi vì lúc đó tôi không hay, bây giờ tôi biết là bắt đầu tôi chỉ nè. Tía không có tía má gì hết á. Vô khai trương đi, hổng lẽ ma đau thần chổi đang nằm không móc meo hết rồi. Đầu năm đầu tháng vô khai trương ma đau thần chổi cho coi. Mà đầu năm đầu tháng bỏ qua cho con lần này tía. Đầu năm hay là cuối năm gì cũng không có bỏ đó, vô tôi xử liền. Đây là kỷ cương của tôi từ hồi nào tới giờ rồi. Thôi vô ổng kêu đi đi còn má má gì nữa.